Chào chị đã quay trở lại với dự án Shop House Center Hillside Địa Trung Hải nằm trong tổng thể dự án Sun Grand City Hillside Residence. Sở hữu một cái bất động sản quan trọng nhất là tính pháp lý, và chủ đầu tư càng nắm rõ về tính pháp lý của dự án càng dễ kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và tăng triển vọng sinh lời. Khu Shop House Center Địa Trung Hải thì nằm trong 6% quỹ đất khan hiếm của tập đoàn Sun Group dự kiến ra mắt trong cái tháng 3/2021 này, được các cái chuyên gia nhận định là dự án sẽ tạo nên sức nóng nhất định cho thị trường bất động sản Phú Quốc hiện nay. Vậy tính pháp lý của Shop House The Center như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một cái video ngắn này. Bức tranh muôn màu của các khu Shop House ở Phú Quốc. Đảo Ngọc Phú Quốc thì đang được xem là cái điểm đến của biển đảo hàng đầu Việt Nam, có sức hút mãnh liệt với các du khách trong nước và ngoài nước. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Phú Quốc vẫn đón khoảng 2,9 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm của 2020. Và với lượng khách tham quan du lịch nghỉ dưỡng, các cái dự án Shop House ở Phú Quốc mọc lên ngày càng nhiều theo kiến trúc và các loại hình kinh doanh phong phú. Ví dụ như Shop House Piperina được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, kinh doanh các quán cà phê, cửa hàng Shop House Marina Square theo cái kiến trúc thiết kế của thập niên 90. Hoặc là Shop House Địa Trung Hải chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, chính là giai đoạn 1 của thị trấn Địa Trung Hải. Và The Center Địa Trung Hải là Shop House có tính pháp lý sở hữu lâu dài, là giai đoạn 2 của dự án Shop House Địa Trung Hải. Và quyền sở hữu lâu dài khác biệt lớn nhất giữa Shop House The Center Địa Trung Hải với các khu Shop House khác trên Phú Quốc đó chính là cái tính pháp lý sở hữu lâu dài thuộc 6% quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch phát triển đô thị của Phú Quốc. Và sở hữu có thời hạn cụ thể là trong bao nhiêu năm, ví dụ 50 năm, 30 năm, có được kéo dài thời gian sở hữu không và phải chi phí thêm bao nhiêu tiền cho việc kéo dài thời gian sở hữu, yếu tố pháp lý được thể hiện rõ trong hợp đồng không. Và theo bà Dương Thùy Dung, Tổng Giám đốc của CBRE Việt Nam nhấn mạnh thì cái tính pháp lý đó có cái quyền sở hữu bất động sản trong bao lâu là điều các nhà đầu tư phải hiểu rõ ràng. Tức là khi anh chị mua một bất động sản thì chúng ta phải hiểu rõ là một dự án sẽ những căn shop house đó sẽ sở hữu 70 năm, sở hữu 50 năm hay là sở hữu lâu dài. Và tại sao nói rằng là tiềm năng đầu tư Shop House The Center Địa Trung Hải của Phú Quốc lại hoàn toàn khác biệt so với những dự án trước đây đã triển khai của tập đoàn Sun Group nói chung cũng như là các chủ đầu tư khác? Và đối với các nhà đầu tư thì quyền sở hữu lâu dài mang lại cái tính an toàn và tiềm năng sinh lời cao, mà không phải công trình Shop House nào cũng có đủ điều kiện này. Và Shop House The Center được nhận định là sản phẩm hữu hạn, được giới đầu tư đánh giá có tiềm năng thương mại vô cùng lớn của đảo Ngọc, nằm trong cái thị trấn Địa Trung Hải mà Sun Group đang kiến tạo tại bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Sở hữu hữu hạn nằm trong 6% quỹ đất hiếm hoi của toàn thành phố. Và Shop House The Center Địa Trung Hải với cái tính pháp lý sở hữu lâu dài còn đặc biệt nằm trong 6% quỹ đất hiếm hoi được quy hoạch phát triển đô thị của Phú Quốc, đồng thời sở hữu cái vị trí ven biển, vị trí trung tâm đắt giá, vị trí đắc địa ven biển giúp cái công trình vốn đã khan hiếm thì trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Và những căn Shop House ở đây thì chúng ta sẽ có một cái view, sẽ view được ra biển cũng như là view nội khu. Chính vì vậy mà Shop House The Center Hillside với cái lợi thế sở hữu lâu dài, cơ hội sở hữu có 102 xứng đáng là cái nơi báu vật được lưu giữ cho thế hệ mai sau. Và các dự án bất động sản tầm cỡ thế giới được tập đoàn Sun Group xây dựng theo chiến lược thâm canh hệ sinh thái của Sun Group mang lại cái lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư bất động sản. Các cái công trình đã và đang triển khai tại Nam Phú Quốc hứa hẹn sẽ biến thị trấn Địa Trung Hải trở thành trung tâm mới của thành phố Phú Quốc, thu hút lượng lớn khách du lịch đổ về tham quan, cư dân mới về đầu tư kinh doanh, kiến tạo ra cái tiềm năng thương mại thịnh vượng cho nơi đây. Và từ những căn Shop House The Center sẽ là những sản phẩm gia tăng bền vững và hữu hạn trong tương lai. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về một trong những cái sản phẩm mới nhất của chủ đầu tư Sun Group, đấy chính là Shop House The Center Hillside Địa Trung Hải, thì anh chị vui lòng liên hệ với Vinh qua số hotline trên màn hình. Chúng ta đang cùng nhìn thấy những cái hình ảnh về những cái block Shop House nhà mẫu mà chủ đầu tư họ đang hoàn thiện.
Và The Center Hillside chính là second home với pháp lý sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc, thu hút dòng di cư ra đảo Ngọc đón một tương lai thịnh vượng của Phú Quốc.